Đi cho nó ngay cái chỗ đó. Nghe cái nhịp, cái nhịp cuối cùng đi xuống cái xài á. Cái nhịp 20 á. Nào. Rồi thì con ta sẽ nghe tên người dũng tương Lê Minh lên trên. Này Lê Quỳnh Hải, Lê Quỳnh ơi. Dắt đường gươm ta thề trước anh hùng. Hơi bị ấy quá. Dạ, mẹ, mẹ. Tức là nó chưa có tự tin á, nó là bắt cái đó em nó không có, nó bị trao cái nhịp thứ hai á, con phải làm cái đà chỗ đó. Dạ, thì con làm cái đà ngay cái chỗ đó đó. Rồi em đợi trước khu đi. Rồi nè, em đợi nhất nè. Này Lê Quỳnh ơi, Lê Quỳnh ơi, dắt đường gươm ta thề trước anh hùng. Tại nghe cái chữ đờn anh xuống không rõ gì. Canh tức em. Là bỏ sang cớp bỏ ra đó là ra là ta là lên đợi đây là trước khu đi người dùng tướng Lê Minh lên trên hết đợi trước anh trước đợi trước hai nhịp đó cho em vô nè rất người dũng tử lên trên hết này Lê Quỳnh hỡi Lê Minh ơi dắt đường gươm ta thề trước anh hùng đó. Dẫu còn một hơi thở sau cùng, dù thịt nát xương tan thì mảnh đất này không thể mất đi nữa. Tức ngủ đi, con lên gì được không? Không có, con không lên hả? Ngủ, em ru người ta mà em giống như em lên là giống như chửi người ta. Ngủ đi anh, ngủ đi anh, giấc ngủ. Ngủ đi anh, nó thức luôn. Ngủ, ngủ đi anh. Một giấc ngủ muôn đời. Thương nhớ đi về sông mãi chưa lòng tôi. Dứt lại cái này. Ngủ đi anh. Một giấc ngủ muôn đời. Thương nhớ đi về sông mãi chưa lòng tôi. Chớ lỡ gì công này. Chớ lỡ gì kỳ công. Này Lê Minh hỏi Lê Minh ơi, dắt đường gương ta thề chứ. Ca không dám ca mẻ như ngoại. Ca không dám ca mẻ như ngoại. Không, em không dám trẻ sang cớp. Tức là trả ơn người vũ tương Lê Minh lên trên hết. Này Lê Quỳnh hỏi Lê Quỳnh ơi, dắt đường gươm ta thề trước anh hùng. Ngoài ca sẽ khớp vậy luôn. Đó. Lại thì khớp vậy đó. Lại ta. Hay là không em chỉ sao nó dùng nghiệp cái này. Vô nghiệp thì nó làm được nhưng mà nó chỉ cái kiểu bây giờ ca săn cớp vậy đó nó mới là nghề. Nghề rủi nó rớt sao con. Thôi cho nó vô nghiệp đi. Dạ. Này Lê Quỳnh ta thề trước ai. Vô cái gì hả? Vô được. Mà cái đầu cũng vậy đó. Này Lê Quỳnh hỡi Lê Minh ơi, dắt đường gươm ta thề trước anh hùng. Đó, hai cái lận. Một cái thôi kia hai cái rồi coi chừng chết à. Một cái cuối thôi, chứ hai cái coi chừng đi vậy. Này Lê Quỳnh hỡi không phải hả? Cái đó làm ca nghe nhịp rồi. Cái đó ca không gớp mà nó không có nghề. Dành đường gươm ta thề trước người dũng tướng Lê Minh lên trên. Này Lê Quỳnh hỡi dành đường gươm. À con sẽ đi xuống trước cái nhịp. Con đi. Đúng rồi. Đưa cái sân cốt. À dạ. Đâu biết sân khớp là gì. Là ca trẻ nhịp đó con. À dạ. Đây nè. Kỳ lăng chân hớp. Này Lê Quỳnh hỏi Lê Quỳnh
vạch đường gươm, ta thề trước anh hùng. Dẫu chứ còn một hơi thở sau cùng, dù thịt nát xương tan thì mảnh đất này không thể mất đi nữa. Tất còn vô sớm rồi, ngủ đi anh một giấc ngủ muôn đời, thương nhớ đi về sông mãi giữa lòng tôi. Ngủ đi anh một giấc ngủ muôn đời, gương sao ngủ đi anh một giấc ngủ muôn đời. Đâu cái gì con nói để ca nhiều đó không lấy là ca thử cái xế sản đi, cái của Duy Hiền ca đó. Thầm sân si che tấm thiên trời dành trời ơi ca đó đi xỉu luôn. Thầm sân si che tấm thiên trời dành đi. Cái ra đó là ca vậy con chứ không có tính trước. Ca hứng là ca đó